Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin của bóng đá STV trong buổi chiều ngày hôm nay ngày 18 tháng 11. Rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay và hy vọng rằng quý vị và bạn hãy dành cho bóng đá STV một like để ủng hộ cho chúng tôi cũng như là hãy để lại một bình luận của quý vị và bạn ở phần phía dưới video ngày hôm nay nhé. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, trong trận đấu đầu tiên của vòng loại thứ 2 World Cup 2026 ở khu vực châu Á vừa qua, thì đội tuyển Iraq họ đã dễ dàng có thể nói rằng là hủy diệt đội tuyển Indonesia với tỷ số 5-1 ở trên sân nhà. Họ tung ra 6 cú sút và có 4 cú sút thì trúng đích thôi, thế nhưng lại có được 5 bàn thắng, tỷ lệ là khoảng 120% chính xác. Một điều rất đặc biệt đúng không ạ? Và vừa qua thì dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Jesus Carrasat, người trợ lý cho huấn luyện viên Luis Enrique ở đội tuyển Tây Ban Nha, thì đội bóng Tây Á đã tỏ ra quá vượt trội so với đối thủ đến từ Đông Nam Á của bảng F vừa qua, đó là đội tuyển Indonesia. Trước thêm trận đấu diễn ra giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq thì ông Hassan Ahmad đã có rất nhiều năm kinh nghiệm khi mà dẫn dắt các câu lạc bộ rồi những đội tuyển trẻ của Iraq lên tiếng cảnh báo về đội nhà về một hiện tượng vô cùng đặc biệt tại Việt Nam, và ông ấy có nói như thế này: tất cả những yếu tố có thể ảnh hưởng đến đội tuyển Iraq cần phải được tính toán một cách kỹ lưỡng, đặc biệt đó là tại Việt Nam. Có những ngày thời tiết họ chuyển đúng đủ cả 4 mùa trong đúng một ngày thôi. Các cầu thủ Iraq sẽ không thực sự quen khi mà thi đấu trong một điều kiện thời tiết thay đổi đột ngột đến như vậy. Ngoài ra thì ông này cũng đưa ra những nhận định khác về mặt chuyên môn khi mà nói về trận đấu sắp tới gặp đội tuyển Việt Nam cũng như trận đấu vừa qua gặp Indonesia, và ông ấy có nói như thế này: trong trận đấu với Indonesia thì đội tuyển Iraq trên thực tế đã không chơi tốt ở nửa đầu của hiệp 1. Dù vậy thì đội tuyển Indonesia trước sức ép từ đám đông khán giả cũng như phần lớn những đợt tấn công dồn dập cuối cùng thì họ cũng đã không thể đứng vững và họ đã mắc những sai lầm. Sang tới hiệp 2 thì màn trình diễn của đội tuyển Iraq đã có nét hơn hẳn. Những sự điều chỉnh đến từ huấn luyện viên Carrasat đã phát huy tác dụng và những cầu thủ của Iraq đã xuyên thủng được hàng phòng ngự của đối phương và định đoạt trận đấu với tỷ số có lợi dành cho mình. Nhưng ở trận đấu sắp tới thì chúng ta sẽ không được đánh giá thấp đội tuyển Việt Nam bởi họ vừa đánh bại Philippines và còn được chơi ở trên sân nhà. Thầy trò huấn luyện viên ông Carrasat sẽ phải nghiên cứu rất kỹ những cầu thủ Việt Nam để phải có sự chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất. Và ngay sau trận đấu gặp đội tuyển Indonesia vừa qua thì như được biết, toàn bộ đội bóng đó là Iraq họ cũng đã lên chuyên cơ để sang Việt Nam chuẩn bị cho đội chủ nhà tại sân Mỹ Đình vào ngày 21 tháng 11. Điều đó cho thấy được rằng là hiện nay với Iraq họ đang cực kỳ quyết tâm và đang sẵn sàng cạnh tranh trực tiếp cái tấm vé để đến với vòng loại thứ 3 World Cup 2026 với những Việt Nam và Indonesia. Trong quá khứ thì đội tuyển Iraq đã có 4 lần chạm trán đội tuyển Việt Nam và họ đã có được 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Gần nhất thì đội tuyển Iraq đã vượt qua được đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup năm 2019 khi mà họ đánh bại đội tuyển Việt Nam với tỷ số đó là 3-2. Đó là một trận đấu mà đội tuyển Việt Nam khẳng định một điều là chúng ta đã thi đấu khá là tốt, chúng ta đã có được 2 bàn thắng. Thì đối đầu với một đội bóng như là Iraq có hàng công rất mạnh thì đội tuyển Việt Nam vẫn để thủng lưới tới 3 bàn. Đó là một điều rất đáng tiếc dành cho đội tuyển Việt Nam của Park Hang-seo. Và đương nhiên hiện nay thì tất cả mọi thứ cũng chỉ là quá khứ rồi. Chúng ta sẽ cùng phải hướng đến hiện tại, hướng đến đội tuyển Việt Nam hiện nay dưới bàn tay của huấn luyện viên Felipe Trussier. Thực tế vừa qua một trận thắng trước đội tuyển Philippines đương nhiên đó là một niềm vui. Nhưng để mà nói rằng lối chơi của đội tuyển Việt Nam thực sự đã ấn tượng và khiến chúng ta cảm thấy an tâm hay chưa thì có lẽ rằng là chưa đâu, bởi thực tế là Philippines họ là một đội bóng yếu nhất ở bảng đấu này, ai cũng thấy rõ được cái điều đó rồi. Vì vậy mà trận đấu với đội tuyển Iraq vào lúc 19:30 ngày 21 tháng 11 tới đây ở trên sân Mỹ Đình sẽ có thể là một trận đấu quyết định tất cả đến cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam ở trong trận đấu này, khi mà chúng ta sẽ có được một lực lượng mạnh nhất với những cầu thủ vừa qua thậm chí không vào sân như là Hùng Dũng hay là Hoàng Đức. Và nếu có được một chiến thắng trước đội tuyển Iraq thì cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam lọt đến vòng loại thứ 3 chắc chắn sẽ là sáng sủa hơn rất nhiều. Bởi đó là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp cùng đội tuyển Việt Nam cho cái tấm vé đi tiếp. Và xin chúc cho đội tuyển Việt Nam sẽ có một trận đấu thành công. Dù gì đi chăng nữa thì hiện nay với đội tuyển Việt Nam chúng ta một sự khởi đầu tiên với một chiến thắng đã cởi bỏ rất nhiều áp lực rồi. Và tôi tin là chúng ta sẽ thi đấu tốt hơn thôi. Đội tuyển Việt Nam trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã về đến Hà Nội vào lúc 2:30 sáng rồi. Bởi lý do là chuyến bay từ Philippines về Việt Nam đã bị trễ cho nên chúng ta đã phải về khá là muộn. Và sau đó thì ông Felipe Trussier đã quyết định chia đôi đội tuyển để chúng ta tập luyện ngay trong buổi chiều ngày hôm nay. Mặc dù về khá muộn thế nhưng đến sân bay Nội Bài thì đội tuyển Việt Nam đã được hỗ trợ rất nhiều để làm thủ tục một cách nhanh gọn nhất, và chúng ta đã lên xe buýt do bên phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam sắp xếp
để chúng ta có thể trở về khách sạn nghỉ ngơi. Do thời gian di chuyển là không thuận lợi cho nên là ông Philippe Chuche đã thay đổi kế hoạch tập luyện vào buổi chiều ngày hôm nay. Cụ thể là nhóm những cầu thủ không được đăng ký thi đấu hoặc là ngồi dự bị thi đấu ít phút trước đội tuyển Philippines thì sẽ ra sân tập luyện như bình thường. Còn vừa qua những cầu thủ đá chính trước đội tuyển Philippines thì họ sẽ được nghỉ ngơi để làm sao hồi phục thể lực tốt nhất chuẩn bị cho trận đấu sắp tới gặp đội tuyển Iraq vào ngày 21 tháng 11. Mọi thứ đang chuẩn bị sẵn sàng và guồng quay thì cũng đã bắt đầu rồi. Có lẽ rằng là chúng ta sẽ chờ đợi một trận đấu với Iraq, một đối thủ được coi là mạnh nhất của bảng đấu này, và cùng chờ đợi xem nếu như chúng ta vượt qua được đội bóng này thì đương nhiên là cái niềm tin nơi các cổ động viên chắc chắn sẽ quay trở lại rất nhiều. Và đó là những tín hiệu rất là tích cực đúng không ạ? Còn kính thưa quý vị và các bạn, vừa qua thì đội tuyển Malaysia mặc dù họ bị dẫn với tận tỷ số 3-1 ở trong khoảng thời gian của hiệp 2, thế nhưng cuối cùng bằng một cái tinh thần chiến đấu quá tuyệt vời thì họ lại có được một chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-3 trước Kyrgyzstan để có thể là mơ cho cái việc là có được cái tấm vé lọt đến vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Và vừa qua sau khi mà trận đấu kết thúc thì Vân Kim Panwon, cũng một người Hàn Quốc và cũng là một người bạn đối với Park Hang-seo, thì ông có nói như thế này: "Nó giống như là đi tới địa ngục và tới thiên đường trong cùng một lúc vậy. Tôi cảm thấy như là mình bị đau tim. Chúng tôi đã ghi bàn đầu tiên rồi sau đó lại bị dẫn ngược với tỷ số 1-3, rồi chúng tôi cuối cùng thì lại ngược dòng. Tôi không thích kịch bản này vì nó quá là đau tim. Thế nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng đã thắng mà khiến cho người hâm mộ của Malaysia cảm thấy hài lòng. Đây là một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất trong lịch sử của bóng đá Malaysia, bởi họ đã vượt qua được Kyrgyzstan, đội bóng xếp thứ 97 thế giới, hơn Malaysia đúng 40 bậc ở trên bảng xếp hạng của FIFA. Và với chiến thắng này thì hiện nay chiếc ghế của Kim Man-won đã chắc chắn hơn rất nhiều. Và thậm chí sau khi trận đấu kết thúc thì bên phía liên đoàn bóng đá của Malaysia đã công bố bản hợp đồng mới của ông, và hai bên đã thống nhất kéo dài mối lương duyên đến năm 2025 và cho phép nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục vững tin để xây dựng cái kế hoạch để làm sao đưa bóng đá của Malaysia có thể trở lại. Và đặc biệt dưới sự dẫn dắt của ông thì đội tuyển Malaysia đã có được 17 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua có 6 trận thôi. Từ vị trí 145 thế giới thì ông đã đưa đội tuyển Malaysia nhảy vọt. Và tỷ lệ chiến thắng khi mà ông ấy dẫn dắt đội tuyển Malaysia là rất lớn, lên đến là 68%. Còn người trước đó, Hun Vintang Cheho, một người mà cũng có thể coi rằng là thành công với bóng đá Malaysia, thì cũng chỉ là 50% trong những trận đấu để có giành chiến thắng thôi. Và tất cả những cái cống hiến, những cái thành công đó thì rõ ràng huấn luyện Kim Panwon đang quá xứng đáng với một hợp đồng có thời hạn đó là 3 năm. Và đương nhiên đó sẽ là một trong những cú hích để cho bóng đá của Đông Nam Á tiếp tục có thể là phát triển hướng đến những tương lai. Ở Indonesia thì cũng đã có sự tiến bộ dưới bàn tay của ông Sintayong, cũng một người Hàn Quốc. Malaysia hiện nay thì cũng đang thành công và đang có những bước tiến lớn với một huấn luyện viên cũng đến từ Hàn Quốc, đó chính là Kim Panwon. Và đội tuyển Việt Nam chúng ta cũng đã thành công rất nhiều dưới bàn tay của Park Hang-seo, một người Hàn Quốc. Vì vậy mà hiện nay với việc các đội bóng tại Đông Nam Á họ mạnh lên thì tôi nghĩ rằng đó cũng là một trong những tín hiệu tốt để cho đội tuyển Việt Nam có thêm những động lực để thi đấu tốt hơn nữa, mang đến thành công cho không chỉ là bóng đá của Việt Nam mà cả của Đông Nam Á nữa đúng không ạ? Còn tới đây thì bản tin của Bóng Đá STV cũng xin được kết thúc. Xin được kính chào và được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.